Đại Trí Đồ, quyển 20, phẩm thứ nhất tiếp theo. Ba tam muội không vô tướng vô tác, bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tám bối xả, tám tháng xứ, chín thứ đệ định, mười nhất thế nhập. Kinh. Cũng được đầy đủ ba giải thoát môn: không vô tướng vô tác, đầy đủ bốn thiền, bốn vô lượng tâm, bốn vô sắc định, tám bối xả, tám tháng xứ, chín thứ đệ định, mười nhất thế nhập. Luận. Hỏi: vì sao sau khi nói 37 phẩm trời đạo rồi mới nói đến các pháp này? Đáp: 37 phẩm trời đạo dẫn đường đến Niết Bàn. Thế nhưng muốn vào Niết Bàn, hành giả phải vào ba cửa: không, vô tướng và vô tác, lại phải lần lượt trú nơi bốn thiền. Vì sao? Vì thiền định là chìa khóa khai mở tâm ở cõi dục, là diệu pháp giúp hành giả kiện toàn 37 phẩm trời đạo. Sau đó hành giả lại phải y nơi các thiền định cõi sắc, sắc định và các thiền định cõi vô sắc, vô sắc định, mới vào được bốn vô lượng tâm, tám bối xả, chín thứ đệ định và mười nhất thế nhập. Lúc bấy giờ tâm mới được nhu nhuyễn, tự tại, tùy ý ra vào các cõi để cứu độ chúng sanh. Ví như người cởi ngựa trận phải tập dượt thuần thục, lại phải điều ngựa theo ý mình rồi mới xông pha vào trận mạc được. Một La Mã. Ba tam muội không vô tướng và vô tác. Không tam muội, vô tướng tam muội và vô tác tam muội là ba cửa dẫn vào Niết Bàn. Bởi vậy nên ba tam muội này còn được gọi là ba Niết Bàn môn hay là ba giải thoát môn. Hỏi: thế nào gọi là không môn? Đáp: các pháp do duyên hòa hợp sanh, chẳng do ai làm ra, chẳng có tự ngã, là tự tánh không, tự tướng không, dẫn đến Niết Bàn cũng là như vậy. Hành giả quán các pháp do duyên sanh nên chỉ là hư vọng, chỉ là giả danh, chẳng thật có, như vậy gọi là không môn. Hỏi: thế nào gọi là vô tướng môn? Đáp: các pháp do duyên hòa hợp sanh chỉ là giả danh, chỉ có giả tưởng. Thế nhưng phàm phu điên đảo chấp các giả tướng ấy là thật có, rồi khởi chấp có ngã, có ngã sở, tất cả các tướng ấy đều là bất khả đắc, đều là vô tướng cả. Do nghiệp cảm nhân duyên đời trước mà có thức, có danh sắc, có sáu nhập, hình thành sắc thân ở đời này. Lại do duyên sáu nội nhập và sáu ngoại nhập hòa hợp mà có ra các tướng nói năng, đi đứng, nằm ngồi, tốt xấu, thương ghét, cũng như có các tướng nam, tướng nữ, vân vân. Tất cả các tướng ấy đều bất khả đắc cả. Lại nữa, thân do bốn đại tạo sắc duyên hợp tạo thành, nhưng lại thường xuyên trao đổi với bốn đại bên ngoài qua hơi thở, qua sự ăn uống, qua sự bài tiết, khiến thân được nuôi dưỡng và tương tục tăng trưởng. Như vậy chẳng có gì là thật ngã, chẳng có gì là thật ngã sở cả. Lại nữa, phải có đủ đầu, mặt, chân, tay, da, thịt, xương, gân, tủy, não mới được gọi là thân. Nếu đem tách rời từng bộ phận riêng rẽ mà muốn tìm thân, thì thân là bất khả đắc vậy. Thân đã là bất khả đắc thì tất cả các tướng như đã nêu trên đây cũng đều là bất khả đắc cả. Như vậy gọi là vô tướng môn. Như bài kệ thuyết: ngưỡng lên cúi xuống, đi đứng nằm ngồi, nói năng nhìn ngó, thấy đều không thật. Do phóng ý thức phân biệt nam nữ, hiện khởi các tướng liền sanh liền diệt. Người không trí huệ, vọng tâm điên đảo, khởi sanh chấp ngã, chẳng rõ thân này, xương gân nối liền, da thịt bao che, ví như người máy, giả tạo cử động, tuy chẳng phải thật, vọng tưởng là thật, ví như vàng nóng thả vào nước lạnh, ví như rừng tre trong cơn quả hoàng, do duyên hòa hợp phát ra tiếng nổ. Hỏi: thế nào gọi là vô tác môn? Đáp: do các pháp đều là không, đều là vô tướng, nên cũng đều gọi là vô tác. Như vậy gọi là vô tác môn. Hỏi: muốn vào cả ba môn này, hành giả đều phải dùng trí huệ quán. Như vậy vì sao lại gọi ba môn này là tam muội? Đáp: tuy rằng phải dùng trí huệ quán mới vào được ba môn này, thế nhưng nếu chẳng trú trong định thì sẽ bị rơi về tà nghi vậy. Trái lại, nếu thường trú trong định
thì sẽ phá sạch hết các phiền não, rõ được thật tướng các pháp. Bởi nhân duyên vậy nên gọi ba môn này là tam muội. Nếu chẳng thường ở trong định thì chẳng có thể vào được ba môn này. Vì sao? Vì sẽ bị chìm đắm trong sanh tử. Như bài kệ thuyết: Sa môn tỷ kheo thường trì tình giới, thường quán pháp không, thường trú trong định, chân thật hành đạo, phải thường nhất tâm, siêng năng tinh tấn, hành các pháp thiện, đoạn các pháp ác, diệt các pháp si, xả chấp năm ấm, hướng về đạo pháp, đến chỗ thường lạc, giải thoát niết bàn, được lạc bậc nhất trong tất cả lạc. Bởi nhân duyên vậy nên ba tam muội không, vô tướng và vô tác cũng được gọi là ba niết bàn môn hay là ba giải thoát môn. Hỏi: Vì sao gọi ba tam muội này là ba giải thoát môn? Đáp: Vì người tu ba tam muội này sẽ vào được vô dư niết bàn, là được chân giải thoát vậy. Tu ba tam muội này khiến thân tâm được giải thoát khỏi hết thảy các khổ. Vì ba tam muội này là nhân của niết bàn, đây là nói về nhân trong quả. Vì người được ba tam muội này thì sẽ có định lực, có tâm tương ưng pháp. Vì thân nghiệp và khẩu nghiệp đều đã được hòa hợp với các thiền hành, nên dù có khởi tâm bất tương ưng pháp cũng thường trú trong tam muội. Tam muội ví như ông vua, trí huệ ví như các quan đại thần. Vì sao? Vì định lực chẳng phải duyên sanh cùng với các pháp, mà chỉ cộng sanh, cộng trú, cộng diệt, cộng hành, nhằm tạo ra các pháp lợi ích cho chúng sanh. Hành giả lần lượt tu các hạnh quán, quán năm ấm đều là không, là tự tướng không, nên vào được không tam muội. Quán ngã và ngã sở đều là bất khả đắc, nên vào được vô tướng tam muội. Quán bốn hành niết bàn khiến các khổ, các phiền não cùng ba độc, tham, sân, si đều tận diệt. Quán như vậy sẽ được hết thảy các diệu pháp, ly hết thảy các pháp thế gian, nên vào được vô tác tam muội. Lại quán mười hành biết rõ năm ấm do duyên sanh đều là vô thường, là khổ. Lại quán bốn hành biết rõ năm thọ là phiền não, là nghiệp hữu lậu, hòa hợp sanh ra các khổ, tập đế. Lại quán sáu nhân và bốn duyên sanh ra các quả khổ, nhân duyên. Lại quán bốn chánh cần và tám thánh đạo nhằm xa lìa năm thọ dẫn đến niết bàn. Quán như vậy nên chẳng còn điên đảo, vào được nơi chánh đạo. Các bậc thánh hiền đã xa lìa ái kiết phiền não nên vào được ba giải thoát môn. Ở đệ cửu địa tuy chưa rốt ráo được thật tướng các pháp, nhưng vì đã diệt được các khổ, lại đã đạt đến chỗ hành xứ chân thật, nên cũng vào được pháp không. Hỏi: Nói pháp không là đủ rồi, sao còn nói tự tánh không, tự tướng không làm gì nữa? Đáp: Để tránh hiểu lầm về nghĩa không, nên nói đến tự tánh không, tự tướng không của các pháp. Người quán pháp không biết rõ các pháp thế gian đều chẳng thật có, đều là như mộng, như huyễn, đều là tự tánh không, tự tướng không vậy. Người quán không nếu còn chấp tướng không thì sẽ duyên khởi sanh tâm kiêu mạn, sẽ vẫn còn kiết sử vậy. Cho nên là phải quán vô tướng để diệt các chấp về tướng không. Lại nữa, nếu ở nơi vô tướng mà còn sanh hí luận phân biệt thì vẫn còn chấp tướng vô tướng, như vậy là còn hữu sở tác, cho nên lại còn phải quán vô tác. Muốn được vậy phải tận diệt ba độc, không còn khởi các nghiệp thân khẩu ý nữa. Tư duy như vậy mới nhập được vào vô tác giải thoát môn. Trong kinh nói ba giải thoát môn chỉ là một pháp, nhưng tùy theo các duyên tu hành mà phân ra làm ba pháp: quán các pháp không và tu không giải thoát môn. Ở trong không mà chẳng chấp tướng không là tu vô tướng giải thoát môn. Ở trong vô tướng mà chẳng có sở tác là tu vô tác giải thoát môn. Ví như vào thành niết bàn có ba cửa, ở một thời chẳng có thể vào ba cửa. Sau khi vào cửa không rồi, chẳng nên vội chấp không, mà phải đi thẳng vào chỗ nhập sự, biện lý. Thật vậy, nếu vào cửa không rồi mà chấp tướng không thì liền bị chặn lại nơi cửa không. Phải chẳng còn chấp tướng không nữa mới vào được cửa thứ hai là cửa vô tướng. Lại nữa, nếu ở nơi vô tướng mà tâm còn sanh chấp tướng vô tướng thì cũng còn là hí luận, nên liền bị chặn lại nơi cửa vô tướng. Bởi vậy lại phải bỏ luôn cả chấp về vô tướng mới vào được cửa thứ ba là cửa vô tác vậy. Trong A Tỳ Đàm có giải rõ như sau: Không giải thoát môn thường duyên khổ đế,
cho nên phải giúp Tam Ấm mới vào được cửa này. Vô tướng giải thoát môn duyên đại dứt pháp, cho nên lại phải ly các duyên pháp mới vào được cửa này. Vô tác giải thoát môn thường duyên cả ba đế là tục đế, chân đế và diệu đế, cho nên phải nhiếp năm ấm mới vào được cửa này. Kinh Đại Thừa Ma Ha Diễn nói: ba giải thoát môn duyên thật tướng các pháp, dùng ba giải thoát môn quán thế gian tức niết bàn. Vì sao? Vì thế gian cũng như niết bàn đều là không, là vô tướng, là vô tác vậy. Hỏi: kinh Niết Bàn chỉ nói đến một môn, sao ở đây lại nói đến ba môn? Đáp: trước đây đã nói rõ rằng pháp tuy có một mà nghĩa có ba, ngoài ra tùy theo ba hạng người mà nói ba môn sai khác. Đối với hạng người có kiến chấp nhiều thì phải vì họ nói không giải thoát môn, để họ thấy rõ thảy các pháp đều do duyên sanh, chẳng có tự tánh, chẳng có tự tướng, nên đều là không. Khi họ đã vào được cửa không rồi thì tất cả các chấp đều tự tiêu diệt. Đối với hạng người có ái chấp nhiều thì phải vì họ nói vô tác giải thoát môn. Khi họ đã thấy rõ các pháp đều vô thường, đều khổ, đều theo duyên sanh, chẳng thật có, thì họ sẽ nhằm chán ái chấp vào được đạo. Đối với hạng người vừa có kiến chấp vừa có ái chấp nhiều thì phải vì họ nói vô tướng giải thoát môn. Khi họ đã rõ biết các tướng đều là không, chẳng có các tướng phân biệt như tướng nam, tướng nữ, vân vân, thì họ sẽ đoạn được cả ái chấp lẫn kiến chấp. Bởi nhân duyên vậy nên Phật tùy duyên nói pháp, có lúc Phật nói một môn, có lúc nói hai môn, có lúc nói ba môn, vân vân. Bồ Tát phải học hết thảy các đạo nhằm dẫn dắt chúng sanh, cho nên tu học hết thảy ba giải thoát môn. Hai La Mã bốn thiền. Hỏi: bốn thiền gồm những gì, ý nghĩa ra sao? Đáp: bốn thiền gồm có sơ thiền, đệ nhị thiền, đệ tam thiền, đệ tứ thiền. Thiền có hai thứ, đó là tịnh thiền và vô lậu thiền. Tịnh thiền là hữu lậu vì còn duyên năm ấm hữu lậu. Trái lại, ở nơi vô lậu thiền thì năm ấm trở thành vô lậu. Vì sao? Vì nhiếp tâm ở nơi đệ tứ thiền, hành giả mới vào vô lậu thiền. Ở nơi đây, hành giả rõ biết thân và khẩu nghiệp đều là sắc pháp, lại rõ biết dư tàn của tâm là vô sắc pháp, chẳng nhiếp về vô lậu và hữu lậu. Khi tu hữu lậu thiền thì năm ấm còn hữu lậu, khi tu vô lậu thiền thì năm ấm trở thành vô lậu, tất cả vẫn còn là hữu vi pháp. Người tu hữu lậu thiền nhiếp tâm nơi sắc giới kế, người tu vô lậu thiền không còn nhiếp tâm nơi sắc giới kế nữa, mà nhiếp tâm nơi định thiền. Quán nghiệp thân và nghiệp khẩu đều là tâm bất tương ưng hành pháp, chẳng phải là tâm tương ưng hành pháp, cũng chẳng phải là tâm sở pháp. Người tu vô lậu thiền chỉ nhiếp tâm nơi thọ thiền, thọ chủng, tưởng chủng và tư ưng hành chủng. Do vì tâm sở pháp cùng với tâm tư ưng pháp đều nhiếp nơi thiền, nên cũng nhiếp được ý thức. Nơi đệ tứ thiền hoặc có tâm hành mà chẳng thọ các tư ưng hành, hoặc có thọ các tư ưng hành mà chẳng tùy tâm hành. Tất cả đều có nói rõ trong A Tỳ Đàm. Bồ Tát được định thiền dùng các phương tiện thiện xảo độ chúng sanh. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật chỉ nói về pháp không, Bồ Tát làm sao ở trong không mà khởi được các thiền định? Đáp: Bồ Tát rõ biết các pháp do duyên sanh đều là vô tự tánh, vô sở hữu, nên rất dễ xả, chẳng hề đắm thiền lạc. Trái lại, chúng sanh do chấp tâm nên rất khó xả tâm diệu lạc nơi thiền vị. Bởi vậy nên Bồ Tát khởi tâm đại bi dạy chúng sanh tu thiền định, ly được năm dục, trừ được năm cái là được hỷ lạc vào sơ thiền. Diệt giác quán, nhiếp tâm thanh tịnh, được di diệu hỷ, nhập đệ nhị thiền. Ly hết thảy hỷ, được viên mãn lạc, nhập đệ tam thiền. Ly hết thảy khổ lạc, trừ hết thảy ưu hỷ. Không cả hơi thở ra vào, dùng xả niệm thanh tịnh di diệu để tự trang nghiêm